Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu của vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả các trận đấu như sau: Burnley và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1 đều. Sheffield United thất bại 0-2 trước Southampton. Aston Villa và Wolverhampton hòa nhau với tỷ số 0-0. Brighton thất bại 1-2 trước Leicester City. Bảng xếp hạng tạm thời của giải Ngoại hạng Anh, Manchester City dẫn đầu với 65 điểm. Đứng hai là Leicester City 53 điểm. Xếp thứ ba là Manchester United 51 điểm. Đứng thứ tư là Chelsea 47 điểm. Xếp năm là Everton 46 điểm. West Ham đứng thứ sáu với 45 điểm. Liverpool đứng thứ bảy với 43 điểm. Tottenham đứng vị trí thứ 8 với 42 điểm. Đứng thứ 9 là Aston Villa 40 điểm. Xếp thứ 10 là Arsenal 38 điểm. Đứng thứ 11 là Leeds United 35 điểm. Đứng thứ 12 là Wolves 35 điểm. Xếp thứ 13 là Crystal Palace 34 điểm. Đứng thứ 14 là Southampton 33 điểm. Xếp thứ 15 là Burnley 30 điểm. Brighton đứng thứ 16 với 26 điểm. Newcastle United đứng thứ 17 với 26 điểm. Fulham xếp thứ 18 với 23 điểm. West Brom đứng thứ 19 với 17 điểm. Và cuối cùng là Sheffield United 14 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có bình luận gì về kết quả bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận? Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng và tin tức các giải bóng đá hàng đầu châu Âu mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.